Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Và trong clip này thì em xin được giới thiệu đến toàn thể các bác về cái mẫu loa Bát 30, một dòng thương hiệu rất nổi tiếng của Patty House. Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì cuối cùng hàng nó cũng về. Hiện tại số lượng thì cũng không có nhiều, có hơn 20 cặp đấy các bác nhé. Cái loa em đang tháo để kiểm tra và vệ sinh. Đây, bát của nó đây. Về lô này thì có một cặp là nó bị đấy, một cặp nó bị rách màng. Cái cặp rách màng này thì Minh Vũ sẽ bán rẻ cho anh em, cặp này sẽ để bán sau, bán rẻ cho anh em. Đây, còn đâu, tất cả loa thì đều kiểm tra từng cái một, bát, tép, phân tần là em bán ra cho các bác, là cam kết hàng zin xịn nguyên bản chưa sửa chữa. Đây, bát của nó đây các bác nhá. Con này bát thì quá là chất rồi, Patty House. Dòng này tiếng rất là hay nhá, nguyên mã bạch luôn nhá. Bát của nó công suất là 300W này. Thì đối với dòng loa này thì đây các bác để ý, cái keo của côn của nó là keo đỏ nha mọi người nhé, keo cánh dán. Đấy. Và nhện con này cũng rất là đẹp. Và cái phần đây em để giấy nó dính vào. Cái phần màng loa và gân. Gân thì cái dòng dòng loa này, cái gân của nó là gân vải tẩm dầu sóng 3 lớp. Đây, rất là đẹp nhá. Nên những cái dòng loa này anh em về chơi thì cũng không cần phải dưỡng gân thêm nữa. Tại vì cái gân này của nó đã chơi rất là bền. Chúng ta không cần phải dưỡng nữa. Và ở cái phần keo ở cái rốn loa này thì keo của cái thằng này nó là keo màu đỏ cánh gián nhá. Đây là nguyên bản của nó như thế này các bác nhá. Đấy, hàng riêng nguyên bản nó sẽ như thế này. Và keo cổ côn ở nhện này cũng vậy. Anh em nhé. Keo cánh dán. Đấy. Hàng bán cho cam kết zin nguyên bản các bác nhé. Mua loa bãi mà nhất như cái dòng loa xịn loa hãng này thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến vấn đề gọi là bát tép nó còn zin không. Loa mà đã làm lại côn rồi thì cái chất lượng nó sẽ không được. Đây. Phân tần con này thì rất là gấu luôn các bạn. Phân tần nó gấu lắm. Quay trong nhà nó hơi tối một tí nhưng phân tần cái dòng này rất là gấu nhá. Bên trong là bông mút tiêu âm. Bông mút tiêu âm rất là dày dặn. Tép của nó đây. Tép quá chất luôn. Chất lắm các bạn. Loa thì như vừa nãy em đã nói này, bát tép quan trọng nhất, bát côn các thứ đồng phải có zin, tép cũng vậy, phân tần rồi phải còn nguyên bản chứ không phải la phân tần. Loa thùng màu đen rất đẹp nhá. Đây, phải kiểm tra từng cái một, kiểm tra xem nó có bị lai check lai phân tần hay không. Đấy, hôm nào thì em sẽ lắp xong xuôi thì em sẽ quay cho mọi người xem về cái mặt đi căng nữa. Mặt đi căng cũng rất đẹp nhá. Anh em nào có nhu cầu sở hữu cho mình những dòng loa Bát 30 thương hiệu Patty House, hàng xịn với cái mức giá rất là ok, giá trên 9 triệu thôi các bác nhé, giá trên 9 triệu một tí. Đấy. Em cam kết hàng xịn zin, bát tép zin nguyên bản. Với cái mức giá này thì so với mức giá hãng thì các bác tiết kiệm được cũng rất là nhiều tiền. Hãng đâu đấy nó bán hơn 17 triệu một đôi, 17 triệu 500 nghìn một đôi. Trong khi đấy hàng em bán ra thì giá chỉ có hơn 9 triệu một tí thôi. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Minh Vũ qua hai số máy 0976658815 hoặc 0925886859. Em ở Sao Đỏ Chính Hải Dương các bác nhé, siêu hàng toàn quốc. Ở cái bát đây em quay cho các bác thì quay để cho mọi người xem thôi. Chứ còn hôm nào mà mai nắp vào ấy, thì tất cả những cái bát này đều phải lau chùi sạch sẽ. Đây nó bắt bụi ở đây các bác nhé. Đây này. Đây. Đây,
em bắt bụi vào đây, em để bên ngoài em bắt bụi vào, ở đây nó rất là bụi. Rồi, xin chào toàn thể các bác.